vài nơi này. Và ở đây công trình nào mà lập quả màu vàng á thì dành cho nhà vua, gọi là hoàng lưu ly. Công trình nào lập quả màu xanh gọi là thần lưu ly, là dành cho các con và các bà, là con bà đấy, các con và các cái giống như vợ quả vợ vua đâu nữa, vợ vua là dành cho công trình lập quả màu xanh. Và đây là sau lưng điện Thái Hòa, và ngay vào sẽ được đặt ngay trên điện điện. Và bên tay phải nhà mình là Tử Cẩm Thành. Tử Cẩm Thành này là nơi sinh sống của vua và của vua. Giả với đứa công duy nhất là vua mà được vào trong này. Nó rộng tiếng chúng ta. Và tiếng nó sẽ vào thăm quan điểm này sau. Qua đây anh có tiên thích nhiều thì em sẽ cho các con em chở nhà mình đi thăm quan tỉnh bằng. Thăm quan anh chụp có cái chỗ. Hay anh chở tí nữa. À, dạ không, phải qua đây thăm quan mới được đi ạ. Yeah. Cũng nhiều thủ tục nhỉ? Chào đây, chào sọt vé mà. Dạ đúng đó, sọt vé. Sọt vé di động. Cảnh sát khu vực đấy. Kiểm tra bằng lái. Có phải đóng dấu không vậy em? Dấu thông hành. Rồi, dấu thông hành. Rồi cốp vào chán này. Cốp phát ra đây. Ok. Giờ là cả anh đi tự do nè. Cái xe này cũng phải học bây giờ nhỉ? Dạ, em học B2. À, B2 luôn ạ. Dạ. Bằng thứ 2 ạ? Dạ, bằng B2. B2. Xe khách chở khách nữa, có thể hành nghề đó. Và đây là một bãi đất trống, và bên kia một bãi đất trống gọi là Bình Xã và Kỳ Xã, là nơi dừng chân của Bình Xã. Nơi cho vua đào bóng rồi á? Dạ. Vua đào bóng ở đây à? Dạ không, đây gọi là Bình Xã và Kỳ Xã, là nơi dừng chân của binh lĩnh voi ngựa kiều để đợi các quan hôn kia. À, bãi đỗ xe đấy. Dạ, khi quan làm việc bên điện thoại hoa đổi, tất cả binh lĩnh sẽ đợi ở đây. À, đợi. Dạ. Ngựa đợi xe đợi đấy. Và địa điểm đầu tiên mình tham quan đó là Thể Miếu, nơi thờ các vị vua Triều Nguyễn. Triều Nguyễn cũng có 13 đời vua, nhưng trong đây chỉ có 10 hạng thờ. Và 3 vị không được thờ là vua Dụng Đức, vua Hiệp Hòa và vua Bảo Đại. Tại vì phế đế và khỏi vị không được thờ trong này. Và mình vào tham quan chỉ thấy 10 hạng thờ thôi. Và có nghĩa là ở đây thì vị vua nào mà trước khi mất mà không còn làm vua nữa, không thờ trong này. Và mình vào tham quan điểm này 15 phút qua đá lại ạ. 15 phút đài ạ? Dạ. Rồi. Có thẳng qua đây ạ. Thể Miếu đấy hả? Dạ, Thể Miếu. Thể Hoàng vào thăm Thể Miếu. Dạ. Anh đâu có quay em? Không, anh đang quay cái xe thôi. Chứ quay em đâu. Anh quay cái xe chứ. Em đang trốn nã. Chồng nó nã rồi đấy. Đấy là vào, anh em đang vào tham quan khu Thể Miếu của Đài Nội. Đấy. Những vị nào đang làm vua mà chỉ thì mới được thờ đấy. Mười ba đời thì thừa 10 đời thôi. Đúng chỗ miếu. Đúng chỗ miếu được thờ. Đền thờ ông bà Nguyễn Phúc Luân, song thân và vua Long Gia Long Miếu. Thì chúng tôi khá vị. Miếu được xây dựng năm 304. Chào bác. Vâng ạ. Cho anh em vào thăm Thể Miếu tí. Dạ, Thể Miếu bên kia. Bên kia bên này là gì ạ? Bên Hưng Miếu. Hưng Miếu và Thể Miếu. Bên kia Thể Miếu. Mười ông vua trong này hả? Vâng. Ở bên này là Gia Long, bố Gia Long à? Bố của vua Gia Long. À. Đây là Hưng Miếu, Thể Miếu bên này. Đi lối nào không nhỉ? Sao rìa phong này? Đây đi thôi. Hai lối vào. Lên trên nè. Ừ. Mình đi được nè.
đây là hướng nghĩa. Tên thì đưa nó đây. Cung vong vong nè. Sóc nước. Sóc nước. Cái kiểu nó phải vòng. Đường này rất là trơn nhá, rêu. Đi giữa anh. Ừ, trơn thật. Đi giữa đi. Đấy, đi giữa cũng ấy. Úi dồi. Quay đi, đi chú mới có đi. Chú mới có đi. Trơn lắm bác ạ. À, chú mới có. Nhấn ngay từ cái hãng sao. Trơn thật đấy, cũng gần rêu trơn đấy. Gần cảnh yêu, cảnh báo. Okay.